Khi nhắc tới các cầu thủ Nam Định, bên cạnh những cái tên như Sĩ Minh, Đinh Viết Tú, người hâm mộ không thể nào bỏ qua cái tên Vũ Thế Vương. Chàng trai sinh ra tại Thái Bình được biết tới không chỉ bởi những phẩm chất kỹ thuật mà còn bởi anh chính là cầu thủ thấp bé nhất tại V-League. Điều gì đã giúp cho chàng trai có biệt danh là Quỷ Lồn này vượt qua những khó khăn về mặt hình thể và phát triển tại giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam? Sau đây, chúng ta hãy cùng tới với những chia sẻ của Vũ Thế Vương về con đường tới với bóng đá cũng như cuộc sống hiện tại của anh như thế nào. Xin chào các bạn, tôi là Vũ Thế Vương. Hiện tôi đang thi đấu cho câu lạc bộ bóng đá Dinh Độc Lập Hà Nam đây. Tôi đến với bóng đá từ lúc tôi còn nhỏ, những giải từ giải trường, giải xã rồi giải huyện, nó bắt đầu lên giải tỉnh. Lúc đấy tôi có 13 tuổi bắt đầu với thi đấu cho U13 Thái Bình và đạt huy chương bạc năm đó luôn. Lúc đấy thì mọi người cũng nghĩ mình sáng thì 8 giờ đi, trời thì nắng thì ra phải tập luyện, chiều thì 3 giờ phải đi tập luyện rồi, nên mọi người nghĩ thương mình nên là không muốn cho mình đi thôi. Chứ còn mình thì lúc đấy mình hay còn nhỏ, mình theo thích đam mê nên là không có, chỉ có bố mình ủng hộ việc mình đi bóng đá là nhiều là chính, còn mọi người đều gọi là không đồng tình để mình đi bởi vì nghĩ thương mình thôi. Ai cũng thế thôi, đi xa nhà cũng khó khăn này. Lúc đầu bỡ ngỡ từ việc đang được nuông chiều thì bố mẹ rửa bát giặt quần áo không phải làm, đi xa nhà tất tật mọi việc đều tự mình làm, nhiều lúc nghĩ cũng khó khăn đến với mình rất nhiều. Đợt đấy là cũng bố mẹ tôi cũng mua cho một cái điện thoại nhỏ, điện thoại đen trắng. Hồi đấy thi thoảng buổi chiều tập xong nhớ nhà gọi điện này, hay rơi nước mắt, hay khóc nhớ nhà. Thì bố mẹ ở nhà thì chỉ biết động viên mình là thôi cố gắng lên con, sự nghiệp của con giờ mới bắt đầu thôi, cố gắng lên, tất cả mọi việc đang ở phía trước. Thì lúc nghe những câu đấy thì mình càng tủi thân, càng khóc bởi vì không được gần bố mẹ như lúc nhỏ nữa. Con đường mình đã chọn thì không thể tiếc nuối được, bởi vì mình đã chọn thì mình phải đi thôi. Lúc đó câu lạc bộ Hà Nội với hình như cũng đang ở hạng nhất hay hạng nhì đấy, Nam Định đang ở V-League nên là Hà Nội thì nó xa, Nam Định thì nó gần, nên là tôi chỉ muốn gần nhà trước mắt. Đợt đấy mà ví dụ bây giờ có lên Hà Nội thì cũng không biết thế nào một lần thì lại phát triển hơn, hoặc là có thể mình lại lụi bại đi. Cuộc sống không thể nói trước điều gì, nên bây giờ mình cứ con đường mình đã chọn đi, đi về đâu thì mình phải theo đấy. Thì lúc tôi mới lên thì lúc ấy đội đang ở hạng nhì, thì lúc đấy mới bắt đầu lên gọi là bóng đá chuyên nghiệp. Mình mới bắt đầu thì mình phải cố gắng từ cái nhỏ nhất, từ hạng nhì xong cố gắng lên hạng nhất, đỡ đội lên hạng nhất rồi phải sau mất 2 năm rồi mới lên được hạng nhất. Lúc đấy thì mới bắt đầu sự nghiệp rồi thôi. Cái đấy là mình để mình cố gắng hơn nữa trên con đường sự nghiệp của mình. Cũng rất vui mừng bởi vì là sự nghiệp của mình ở hạng nhất thì cũng chẳng ai báo chí rồi ít, rồi truyền thông cũng ít, mọi người cũng ít để ý đến. Lên V-League này tốt cho các cầu thủ rất nhiều, vì được truyền thông, vì được tất tần mọi người đều nhìn đến, rồi những trận đấu được quay trên TV nhiều hơn, không như hạng nhất. Cuộc sống thì lên V-League thì nó sẽ thay đổi rất nhiều, vì tiền của nhà tài trợ sẽ nhiều hơn, thì rõ ràng là tiền lương và tiền thưởng nó sẽ khác hơn. Cái đấy để mình kiếm thêm thu nhập, để mình kiếm nhiều tiền để cho sau này nó lo lắng cho con cái.
gia đình thì còn cái thì nó gia đình rất là nơi thiêng liêng, vì đi đâu xa chỉ muốn mong về nhà. Nhiều lúc đội đá trong Sài Gòn đi về sáng may rồi chiều về tối về nhà 9-10 giờ về nhà mà tôi vẫn đi xe về để về với gia đình, sáng hôm sau tôi lại đi để sang tập luyện cùng đội. Bởi vì là bây giờ thời kỳ thi đấu rồi thì mình ít được về nhà hơn, ít được về với gia đình, vợ con, bố mẹ ở nhà hơn. Bởi vì là thời kỳ thi đấu là phải ăn ở tập trung nhiều hơn, không như cái thời kỳ tập huấn hay là bình thường khác. Vợ tôi thì chỉ có tối này ngủ nằm hai vợ chồng tâm sự với nhau, mà thôi vợ cố gắng mấy năm nữa bố đá bóng kiếm tiền xây cho cái nhà nhỏ nhỏ rồi cố gắng có được đồng tiền để mua cái xe bốn bánh để đi cho cuộc sống gia đình nó cải thiện hơn. Đứa con trai đầu lòng của tôi thì vừa gần 3 tuổi rồi, nên là mọi thứ, những gì tốt đẹp nhất thì mình dành cho con thôi. Những cái thứ gì tôi tự về mua, tự làm, nhặt nhạnh những cái là đồ chơi và sống tự lập ấy. Như nhiều cái để cho cháu được tiếp thu sớm nhất những cái gì mà cháu có thể biết thời điểm hiện tại. Nên là tôi cứ nhặt nhạnh để về tôi làm cái nhà gọi là nhà thông minh cho cháu. Thì thằng con trai tôi nó cũng vui lắm, nó cũng về nó wow đẹp thế. Mỗi lần nghe cô đấy là tôi thấy sướng rồi, bởi vì nó cứ món đồ chơi mới hay có cái gì mới là nó cứ chơi được lâu, chơi được trẻ con thì chơi được 1-2 ngày là bắt đầu nó lại chán lại chơi cái khác. Mà cái đấy thì nó có nhiều cái khác nhau nên là nó cũng thích chơi hàng ngày. Ngày trước ở nhà cạnh nhà tôi mấy nhà có ông anh chơi phong lan, lúc đấy tôi sang thì thấy hoa phi điệp ở đấy, phi điệp với trầm nó nở đẹp quá, mình cũng thích, mình cũng bảo anh ấy cho em tặng em một cái kia, à, một cái cây nhỏ nhỏ được không. Thế anh cũng tặng về sau là không biết đam mê cây như thế nào này. Bắt đầu mua về, lúc đấy về chỉ biết sưu tầm tất cả các loại lan thôi. Thì sau 2 năm này, thì mình có một cái diện tích nhỏ nhỏ 10 m² đầy một chật một cái vườn, chật một cái khung 10 m² đấy. Lúc đấy là cứ chơi bình thường thôi. Bây giờ thì công nghệ thông tin nó rất là nhiều trên mạng, là các anh các chú các bác đi trước là hay có những cái video về phong lan, cách nuôi trồng, cách chăm nó, về tạo cho nó một cái không khí thật là thoáng mát và có độ ẩm thì phong lan nó mới sống được. Là mình cứ học theo các anh các chú các bác đi trước thôi, là nó cũng dễ. Trong cái thời kỳ thi đấu nhiều như này mình ít được về nhà thì có vợ ở nhà, thì vợ thường thường nó có những cái gọi là ngày pha thuốc để bổ sung cho lan những dưỡng chất, thì vợ là pha thuốc cái liều lượng này, mình có gọi điện về mình dặn rồi bố mình là người ở nhà tưới cho lan hàng ngày. Bây giờ thì không có tưới tự động rồi nên là nó cũng nhàn hơn rất nhiều. Tính đến hiện cách đây khoảng tầm 2-3 năm trước thì mình bắt đầu mới chơi, thì mình chỉ suy nghĩ là sưu tầm tất cả các loại để cho mình biết tất cả các loại thôi. Còn sau khoảng tầm 2-3 năm, 2 năm, 1 năm trở lại đây thì phong lan phi điệp được người dân Việt Nam mình ưa chuộng rất nhiều.
Nên là cách đây khoảng tầm 1 năm thì mình mới mua một cây đột biến. Lúc đấy mình mới biết đến phi điệp nhiều hơn. Nhưng mà bây giờ nghĩ thị trường lan của Việt Nam nó đang đẩy cao, nên là mình khi nào có gọi là cái cây hoa chính chủ chơi phi điệp thì có hoa chính chủ thì mình sẽ chia sẻ cho anh em chơi lan thôi. Còn về kinh tế thì nếu mà được nhiều kỳ thì chia sẻ nhiều cho anh em thì lại có tiền ở cái đấy. Nhưng mà nhiều anh em không hiểu về lan thì chỉ gọi là mơ hồ biết những giao dịch tiền tỷ thôi, hỏi có thật không. Nên em bảo là mình bảo là cái đấy thì mình chưa chứng kiến bao giờ, mình chỉ biết người ta giao dịch vậy thôi, nhưng mà cũng có tiền tỷ đâu, mình nghĩ là cũng có thật.